Nam Em được đồng nghiệp nhận xét là một người phụ nữ đặc biệt ngay trên sóng truyền hình. Những chia sẻ của Nam Em về chủ đề đẹp trai không màng che mặt trong chương trình Tài Tắm Téo đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Quốc Khánh cùng hai MC. Mở đầu chương trình, diễn viên trẻ Quốc Khánh đưa ra quan điểm rằng theo em, một người phụ nữ nên yêu người đàn ông trai mặt thì tốt hơn. Theo nghiên cứu, đa số tỷ phú, đại gia hay doanh nghiệp lớn đều có sự trai mặt. Trong tình yêu, đàn ông trai mặt càng tốt. Tại sao người phụ nữ không cần người đẹp trai? Vì bản thân họ là phái đẹp trai nên cần một người đàn ông trân trọng nét đẹp của họ. Trước ý kiến trên, Nam Em lập tức phản bác. Khi một người đàn ông yêu em mà em đã nói không rồi nhưng người ta vẫn lì, tối ngày gõ cửa hoài, cái đó là xâm phạm quyền riêng tư. Diễn viên Quốc Khánh nhanh chóng giải thích thêm, em có đang nhầm giữa ăn trộm và đàn ông trai mặt không? Trai mặt là người ta sẽ tối ngày nhắn tin hẹn em đi chơi, cho dù em từ chối nhưng người ta vẫn yêu em, vẫn bên cạnh em. Sau khi nghe đàn anh bổ sung quan điểm, Nam Em vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình và cho rằng đàn ông phải tạo giá trị trước người phụ nữ, bởi vì khi một người phụ nữ đẹp đứng kế một người đàn ông, người ta phải tạo cho phụ nữ cảm giác an toàn, chứ không phải là mệt mỏi. Không chỉ thế, cả Như cũng nhanh chóng đưa ra quan điểm, đứng về phía Nam Em. Chị không thích đàn ông trai mặt, chị là một người rất rõ ràng. Tùy con gái mà trai mặt, có những cô gái từ từ họ sẽ hương cảm, nhưng có người từ đầu đã không thích thì bạn làm gì cũng không thích. Vậy nên trai mặt đối với mình nó sẽ bị phiền. Sau đó Nam Em tiếp tục chia sẻ thêm, nếu có người đàn ông chinh phục em mà đứng dưới nhà để dầm mưa một tiếng đồng hồ, bình thường người phụ nữ khác là sẽ cảm động, coi em thấy ghê, nổi hết da gà luôn. Ngay lập tức, diễn viên Quốc Khánh liền đưa ra nhận định về Nam Em. Em không phải là một người phụ nữ bình thường, nên em phải yêu người không bình thường. Họ phải trai mặt một cách không bình thường và yêu em kiên trì một cách không bình thường mới dài lâu được. Với những chia sẻ lầy lội của Quốc Khánh, Lê Dương Bảo Lâm cùng Khả Như không khỏi phì cười và hít thú. Riêng Nam Em, cô vẫn tiếp tục đứng ra phản đối việc đàn ông trai mặt khiến cuộc tranh cãi mãi không có hồi kết.